Từ 0 giờ ngày 31 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thực hiện một số nội dung sau. 1. Giãn cách xã hội toàn thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ thị 15 cộng, có tăng cường hơn so với chỉ thị 15, đó là không được tập trung trên 5 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nơi công cộng, thực hiện nghiêm việc giãn cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp. Người dân, nhất là người trên 60 tuổi, chỉ ra khỏi nhà khi có việc thật sự cần thiết, hạn chế đến các cơ sở khám chữa bệnh trừ trường hợp thật sự cấp bách. 2. Đối với quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12, áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, cách ly toàn địa bàn trong 15 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 31 tháng 5 theo nguyên tắc gia đình cách ly gia đình, khu phố cách ly khu phố, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, phường cách ly phường. 3. Doanh nghiệp sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu vẫn được hoạt động, nhưng phải đảm bảo khoảng cách an toàn và các quy định phòng chống dịch bệnh khi hoạt động. 4. Hoãn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cho đến khi có thông báo mới. 5. Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, trước mắt là tất cả các đơn vị bầu cử có hội viên, hội thánh truyền giáo Phục Hưng cư ngụ, tất cả công nhân, người lao động các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Mục tiêu đặt ra là lấy 50.000 mẫu đơn một ngày.